Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Ukraine xác định mục tiêu mới sau khi vượt sông Dnipro. Zelensky: Ukraine có thể thủ tiêu Putin nếu có cơ hội. Nga nói không thể cùng tồn tại với chế độ của Kyiv. Trung Quốc phản đối bộ quy tắc ứng xử của các quốc gia láng giềng. Trung Quốc cảnh báo Argentina về sai lầm nghiêm trọng. Myanmar bàn giao cho Trung Quốc hàng nghìn nghi phạm lừa đảo. Hàn Quốc nói Triều Tiên phóng vệ tinh do thám quân sự. 37 người thiệt mạng tại sân vận động Cộng hòa Congo. Tất cả đều có trong bản tin trưa này Phạm Dương xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin trưa của kênh 60 giây tình Hoa vào thứ Tư ngày 22 tháng 11. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Ukraine đang đe dọa sẽ phá vỡ một mặt trận quan trọng, tuy nhiên phần lớn không hoạt động tại miền Nam bị chiếm đóng của đất nước này, với việc vượt sông The Dnipro quy mô nhỏ gần đây đã biến thành một chiến dịch tấn công đáng kể trong phạm vi 50 dặm tính từ lối vào của bán đảo Crimea. Mặt trận Kherson tương đối yên tĩnh kể từ khi thành phố được giải phóng vào tháng 11 năm ngoái. Với dòng sông Dnipro rộng và chảy xiết tạo thành một giao cản tự nhiên giữa lực lượng Ukraine ở bờ Tây và quân đội Nga đang chiếm đóng ở bờ Đông. Trong khi các đoàn xe cơ giới đang đụng độ dữ dội tại Zaporizhia, Donetsk và Lugansk ở phía Đông, các lực lượng dọc hạ lưu sông Dnipro đang chơi trò chơi mèo vờn chuột. Tại đây, Ukraine đang chiếm thế thượng phong đã thành công trong việc thiết lập các khu vực kiểm soát nhỏ tại các khu định cư Krinsky, Pinchanivka và Poyama. Tất cả đều nằm ở bờ đông của sông Dnipro, bất chấp các cuộc phản công liên tục của Nga tại đây. Trang tin Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng của Nga qua email để yêu cầu bình luận. Vào tối thứ Hai, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết lực lượng Kyiv vẫn tiếp tục hoạt động đồng thời trích dẫn báo cáo của các blogger quân sự người Nga cho rằng các đơn vị của Ukraine đã mở rộng vùng kiểm soát của họ ở phía tây của làng Krynky, cách thành phố Kherson khoảng 28 dặm về phía đông bắc và một dặm từ Dnipro và giao tranh đang diễn ra gần khu định cư này. Viện nghiên cứu chiến tranh trích dẫn đoạn phim được định vị địa lý về các cuộc tấn công bằng pháo nhiệt áp Toch 1A của Nga bắn vào quân đội Ukraine ở khu vực Krynky, đồng thời lưu ý đến các báo cáo của các blogger quân sự Nga về các cuộc tấn công mới của Ukraine nhằm vào Poyma, cách thành phố Kherson khoảng 7 dặm về phía đông và cách dòng sông Dnipro khoảng 2 dặm, cũng như Pishanivka, cách 8 dặm về phía đông của thành phố Kherson và 2 dặm từ bờ sông Dnipro. Kênh Ugonzo Telegram do Semyon Pegov điều hành và là một trong những blogger quân sự nổi tiếng nhất với hơn một triệu người đăng ký, đã xuất bản một bản đồ chiến trường vào hôm thứ Ba cho thấy những thành tiệu gần đây của Ukraine và dự đoán mục tiêu chính của Kyiv. Mục tiêu của Kyiv là đến được đường cao tốc M14, Pegov viết, đề cập đến con đường nối tất cả các thành phố lớn ở miền nam của Ukraine, từ Odessa ở phía tây đến Mariupol ở phía đông con đường chạy qua Kherson và tới Melitopol đã bị chiếm đóng trước khi men theo bờ biển Azov để đến biên giới của Nga. Lực lượng Ukraine ở Krynky và Poyama chỉ cách đường cao tốc chưa đầy ba dặm. Con đường này dường như là xương sống của một cây cầu trên bộ thuộc lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng, nối Crimea với lãnh thổ của Nga. Cầu trên bộ này có lẽ là thành công nổi bật nhất của quân đội Nga trong 20 tháng chiến tranh toàn diện. Lực lượng của Kyiv đã cố gắng tiến vào hành lang thông qua mặt trận Zaporizhia và Donetsk nhưng cho đến nay vẫn bị cản trở bởi lực lượng phòng thủ dày đặc của Nga. Stupak đã nói: "Các hoạt động trước đó đã thất bại, chúng tôi đã mất nhiều binh sĩ, rất nhiều binh sĩ giỏi, những người lính giàu kinh nghiệm. Giờ đây Ukraine dường như đã có chỗ đứng mà nước này có thể khai thác. Tôi rất chắc chắn rằng hoạt động này có thể thành công." Stupak nói thêm, đồng thời lưu ý rằng có khoảng 300 binh sĩ Ukraine đang hoạt động ở bờ sông, hầu hết là lính thủy đánh bộ được huấn luyện bài bản. Ông nói, ít nhất một số trang thiết bị nặng cũng đã được chuyển sang bờ trái, bao gồm cả những cây cầu di động do Đức sản xuất để hỗ trợ việc qua lại bằng đường thủy. Stupak cho biết, đường cao tốc M14 là một mục tiêu tốt mặc dù gợi ý rằng các lực lượng Ukraine trong khu vực có thể có mục tiêu cuối cùng là vượt qua Kherson Oblast, bị chiếm đóng đến tận cảng Skadov ở Biển Đen, cắt đứt các lực lượng Nga bảo vệ khu vực này. Stupak nói thêm rằng, bước tiến như vậy sẽ đặt Crimea dưới sự kiểm soát hỏa lực của hệ thống HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất và chi viện cho Kyiv. Thưa quý vị, Ukraine có đủ mọi quyền để bảo vệ lãnh thổ của họ và theo đó loại bỏ nhà độc tài Nga Vladimir Putin nếu có cơ hội. Quốc gia này cũng không từ bỏ kế hoạch loại bỏ giới lãnh đạo Ukraine. Trang tin ABC Ukraine đã đưa tin về điều này dựa theo một tuyên bố của tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với trang báo The Sun. Theo ông Zelensky, Nga không từ bỏ kế hoạch loại bỏ giới lãnh đạo Ukraine và đang cố gắng thực hiện điều này bằng mọi cách có thể. Họ sẽ sử dụng bất kỳ công cụ nào mà họ có, ông Zelensky nói. Đồng thời theo ông, về phần mình Ukraine cũng sẽ cố gắng loại bỏ tổng thống Putin nếu như họ có cơ hội vì ukraine có mọi quyền để tự vệ đây là cuộc chiến và ukraine có quyền tự bảo vệ lãnh thổ của chính mình ông zelensky nhấn mạnh tuy nhiên người đứng đầu nhà nước đã từ chối trả lời câu hỏi liệu ukraine có liên quan đến các vụ ám sát những người cộng tác và quan chức nga tại những vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng hay không tôi không thể thảo luận với các bạn về bất kỳ hoạt động đặc biệt nào của tình báo cơ quan mật vụ của ukraine hoặc bất kỳ lực lượng đặc nhiệm nào có một số điểm mà chúng tôi không thảo luận. Tổng thống nói thêm. Thưa quý vị, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết vào hôm thứ Ba, Nga không thể cùng tồn tại với chế độ của Tổng thống Zelensky ở Kyiv. Tổng thống Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine vào hồi tháng 2 năm ngoái đã gây ra một cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất ở châu Âu từ sau Thế chiến thứ hai và đây là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Nga và phương Tây kể từ sau chiến tranh lạnh. Ông đại sứ Nga Rodion Mirosnik nói với các phóng viên ở Moscow, chính quyền hiện nay ở Ukraine hoàn toàn độc hại, chúng tôi không thấy bất kỳ cơ hội nào để cùng đội trời chung với họ vào lúc này. Ông Mirosnik tuyên bố, nói thêm rằng Nga mở chiến dịch ở Ukraine vì không còn biện pháp nào khác để phản ứng với rủi ro về an ninh do chế độ của Kyiv tạo ra. Ông Mirosnik cho biết Ukraine đã thực hiện tội ác chống lại dân thường và vi phạm nhân quyền trong khi NATO cung cấp vũ khí cấm cho Ukraine. Tuy nhiên, ông lại phủ nhận cáo buộc Ukraine và phương Tây cho rằng Nga phạm tội ác chiến tranh tại Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin đã coi cuộc chiến này là một phần của cuộc chiến lớn hơn với Hoa Kỳ mà giới tinh hoa của điện Kremlin cho rằng Hoa Kỳ và các đồng minh của họ luôn luôn có một mục đích, đó là chia cắt nước Nga, chiếm lấy nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của nước này. Thưa quý vị, Trung Quốc hiện nay không ủng hộ động thái của tổng thống Philippines, ông Marcos, trong việc đưa ra một bộ quy tắc ứng xử riêng ở Biển Đông với một số nước láng giềng sau khi nước này đã ghi nhận tiến triển chậm chạp trong việc xây dựng thỏa thuận với Bắc Kinh và các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ ngoại giao của Trung Quốc cho biết bất kỳ sự xa rời nào khỏi tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, vốn đưa ra khuôn khổ cho bộ quy tắc ứng xử riêng ở Biển Đông, cũng như tinh thần của nó sẽ bị vô hiệu. Tại một diễn đàn ở Hawaii trong chuyến thăm Hoa Kỳ gần đây, Tổng thống Marcos Zia đã tiết lộ Manila hiện đang đàm phán với các ứng xử của các bên ở Biển Đông, riêng biệt với các nước láng giềng như Việt Nam và Malaysia. Trong khi đó, bà Mao Ninh cũng giữ vững lập trường của Trung Quốc về yêu sách của mình đối với vùng biển mà cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố có chủ quyền. Theo phán quyết của trọng tài vào năm 2016, dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UCLOS đã được cả Philippines và Trung Quốc phê chuẩn, các hoạt động xây dựng của Trung Quốc hiện nay đang diễn ra trên lãnh thổ thuộc chủ sở hữu là Philippines. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc vào hôm thứ ba đã cảnh báo sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu các nhà ngoại giao trong chính phủ mới của Argentina cắt đứt quan hệ với các quốc gia BRICS lớn như là Trung Quốc hay Brazil. Nhận xét của bà Mao Ning, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn ra sau cuộc bầu cử tại Argentina vào hôm chủ nhật, khi Javier Milei với tư cách là tổng thống mới đã đắc cử. Nhà tự do cánh hữu này đã chỉ trích Trung Quốc và Brazil và nói rằng ông sẽ không đối phó với những người Cộng sản, cũng như ông công khai ủng hộ mối quan hệ bền chặt hơn với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bà Mao Ninh đã cảnh báo việc Argentina cắt quan hệ với những nước lớn như Trung Quốc và Brazil sẽ là một sai lầm nghiêm trọng trong chính sách đối ngoại. Bà Mao Ninh cho biết, khi được các phóng viên yêu cầu bình luận về nhận xét của Modino, hai bên có sự bổ sung mạnh mẽ về kinh tế và tiềm năng hợp tác to lớn trung quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với argentina để thúc đẩy sự ổn định và phát triển lâu dài trong quan hệ song phương bà nói vào hôm thứ hai rằng cơ chế hợp tác brics là nền tảng quan trọng để các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển tăng cường đoàn kết hợp tác cũng như duy trì lợi ích chung brics cũng là một nền tảng mở và chúng tôi hoan nghênh bất kỳ quốc gia nào quan tâm trở thành thành viên của gia đình brics bà nhấn mạnh Thưa quý vị, chính quyền của Myanmar đã bàn giao 31.000 nghi phạm lừa đảo viễn thông cho Trung Quốc kể từ khi các quan chức thực thi pháp luật của cả hai nước tiến hành chấn áp các vụ lừa đảo trực tuyến vào hồi tháng 9. Chính quyền của Trung Quốc cho biết điều này vào ngày 21 tháng 11 vừa qua. Bộ Công an của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, các nghi phạm bao gồm 63 nhà tài trợ và những kẻ cầm đầu các tập đoàn tội phạm đã lừa đảo những khoản tiền lớn của các công dân Trung Quốc. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc đưa tin, hơn 100.000 người đã tham gia lừa đảo viễn thông mỗi ngày tại ít nhất 1.000 trung tâm lừa đảo ở Myanmar, nơi có chung đường biên giới với tây nam của Trung Quốc. Vào tháng 11 vừa qua, cảnh sát đã phát động những gì họ gọi là các cuộc tấn công nhanh chóng nhằm vào các băng nhóm tội phạm ở Myanmar. Cảnh sát Trung Quốc cho biết thủ lĩnh một băng đảng người Myanmar đã tự sát vào tuần trước khi đang chạy trốn khỏi chính quyền Myanmar. Ba thành viên trong băng nhóm của anh ta sau đó đã được giao cho cảnh sát của Trung Quốc. Các vụ lừa đảo viễn thông ở Myanmar nhắm vào các công dân Trung Quốc đang gia tăng. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao là Nong Rong đã đến thăm Myanmar vào tháng 11. Ông Nong cũng cho biết Trung Quốc ủng hộ Myanmar duy trì sự ổn định ở biên giới chung khi chính quyền của Myanmar đang chiến đấu với quân nổi dậy trong khu vực. Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc nói Triều Tiên đã phóng tên lửa mang theo vệ tinh quân sự sớm hơn so với khung thời gian Bình Nhưỡng thông báo trước đó. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc là GSC, tên lửa mang theo vệ tinh quân sự của Triều Tiên được phóng từ bãi thử tên lửa Tongchari, tây bắc của Triều Tiên, vào lúc 22 giờ 43 theo giờ địa phương. Tên lửa bay theo hướng nam, qua vùng biển phía tây, đảo Biang Nyong. Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc đang thu thập thêm thông tin về vụ phóng. Truyền thông của nhà nước Triều Tiên KCNA vào hôm thứ Ba đưa tin Triều Tiên có quyền chủ quyền trong việc tăng cường sức mạnh quân sự trước hệ thống giám sát không gian do Hoa Kỳ dẫn đầu và họ bảo vệ việc phát triển vệ tinh quân sự của Bình Nhưỡng. Đáp lại, Thủ tướng của Nhật Bản, ông Fumio Kishida đã lên án. Ông cho biết các hệ thống phòng thủ của đất nước mình, bao gồm các tàu khu trục Aegis và tên lửa phòng không PAC-3, đã sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ phát sinh. Các chuyên gia cho biết việc đưa thành công vệ tinh trinh sát vào quỹ đạo sẽ cải thiện khả năng thu thập thông tin tình báo của Triều Tiên, đặc biệt là thông tin tình báo liên quan tới Hàn Quốc và cung cấp dữ liệu quan trọng trong bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào. Thưa quý vị, có ít nhất 37 người thiệt mạng trong một vụ dẫm đạp xảy ra tại một sân vận động quân sự ở Cộng hòa Congo. Vụ việc này đã xảy ra sau khi một đám đông những người trẻ tuổi hưởng ứng lời kêu gọi tuyển quân. Vụ dẫm đạp này xảy ra vào ngày 20 tháng 11 bên trong sân vận động Michael Ognano ở Brazzaville. Hàng nghìn thanh niên đã xông vào sân vận động vào lúc 11 giờ đêm để lấy tờ thông tin gia nhập lực lượng vũ trang Congo. Đám đông cố gắng tiến vào sân vận động khiến một số người bị ngã xuống và nhiều người khác dẫm đạp lên. Những người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Quân đội và Bệnh viện Đại học Brazzaville lời kêu gọi tuyển dụng 1.500 thanh niên vào các quân đoàn khác nhau đã khơi dậy sự nhiệt tình của một bộ phận dân chúng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thất nghiệp tràn lan, khiến mỗi ngày có tới hơn 700 người đăng ký. Truyền thông địa phương cho biết vụ dẫm đạp xảy ra do những thanh niên đang tìm cách nộp đơn xin gia nhập quân đội, một đơn vị sử dụng lao động quan trọng ở quốc gia, nơi nguồn tài nguyên dầu mỏ rất ít được đưa đến tay người dân để sử dụng. Theo số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp của nam giới ở mức trên 20% công tố viên Oko Ngakala vào hôm 21 tháng 11 cho biết một cuộc điều tra sẽ được tiến hành và hiện nay ông đang đặt ra một câu hỏi tại sao sự kiện lại diễn ra vào lúc nửa đêm. Kính thưa quý vị, bản tin trưa đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay của chúng tôi.